Chào mừng bạn đến với sách nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Này cô gái, thức tỉnh đi. Quyển sách này muốn gửi đến bạn thông điệp ngừng tin vào những lời nói dối về việc bạn là ai để bạn. Quyển sách này dành cho ai? TK Book muốn gửi đến những ai đang nghĩ rằng bản thân mình không đủ tốt, đủ thông minh hay đủ thon thả. Bạn lo lắng rằng bạn đang thất bại với tư cách là một người mẹ, người vợ, người chị em hay đứa con gái. Đôi khi bạn có cảm thấy như thể những người khác đều xuất sắc trong khi bạn hầu như không vượt qua được. Rachel Holly, chuyên gia về lối sống và là tác giả của bộ sách mang tên Girl, tin rằng bạn có thể đang rơi vào tình trạng phổ biến của những thông điệp tiêu cực. Bước đầu tiên để loại bỏ những lời nói dối này là nhận ra cách chúng ngăn cản bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sự hướng dẫn của cô ấy sẽ thu hút đặc biệt đối với những phụ nữ đang tìm kiếm một người cố vấn và bạn tâm giao với nguồn gốc Cơ Đốc giáo. Giới thiệu về tác giả. Người sáng lập và giám đốc điều hành Trick Media, Rachel Holly là một diễn giả và là tác giả của bộ sách mang tên Girl. Bộ sách mang tên Girl bán chạy nhất, bao gồm Cô gái tiệc tùng, Cô gái ngọt ngào, Cô gái thông minh, Buổi hẹn hò đầu tiên của cô gái tiệc tùng và cuối cùng là Này cô gái, đừng xin lỗi nữa. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để góp ý về chất lượng sách nói, vui lòng gửi email đến TK Book. Sau đây là bản sách tóm tắt do cộng sự TK Book thực hiện. Điều đầu tiên bạn phải nhớ chính là nếu bạn không hài lòng, đó là ở bạn. Rachel Holly, người sáng lập trang web về phong cách sống The City.com và bộ sách bán chạy nhất đưa ra nhiều lời khuyên cho phụ nữ. Tuy nhiên, cô ấy tự gọi mình là mọt sách và nói thẳng ra rằng cô ấy không phải là một người vợ, người mẹ, người bạn hay người theo đạo Thiên Chúa hoàn hảo. Cô ấy bắt đầu mỗi ngày phấn đấu để trở nên xứng đáng nhất có thể. Một số ngày cô ấy đạt được mục tiêu của mình, trong khi lại có những ngày khác thu nhập chỉ đủ mua ngũ cốc cho bữa tối. Hãy hướng đến sự hoàn hảo, nhưng hãy hiểu rằng điều đó là không thể đạt được. Không chấp nhận điều gì ngoài sự hoàn hảo trong bản thân có thể dẫn đến cảm giác choáng ngợp và bỏ cuộc. Bạn và chỉ bạn chịu trách nhiệm cuối cùng về việc bạn trở thành ai và bạn hạnh phúc như thế nào. Hãy sống hết mình bằng cách tự chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình, chống lại sự cám dỗ so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là những người dường như đang sống cuộc sống mà bạn hy vọng đạt được. Kết giao với những người lạc quan, tích cực và tham gia các hoạt động giúp bạn cảm thấy thoải mái. Hãy làm những việc mang lại niềm vui và vực dậy tinh thần cho bạn, thay vì hành động vì cảm giác nghĩa vụ. Mỗi khía cạnh trong tính cách của chúng ta, bất kể chúng ta đã làm dung chuyển nó bao lâu, đều là sự lựa chọn chúng ta thực hiện hàng ngày. Phụ nữ thường tập trung vào những gì họ chưa đạt được. Vì vậy, mỗi sinh nhật có thể là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những mục tiêu đã thất bại. Một lời nói dối phổ biến mà phụ nữ tin rằng họ nên tập trung vào sự thiếu vắng của một cái gì đó hơn là vào thành tích của họ. Họ trách móc bản thân khi họ không đáp ứng được thời hạn tự đặt ra. Cuộc đối thoại nội tâm của họ thường là một mớ hỗn độn về lạm dụng tình cảm đã trở nên phổ biến đến mức nó hầu như không được ghi nhận. Hãy nhớ rằng Chúa có thời gian hoàn hảo. Nếu bạn chưa đạt được mục tiêu, bạn có thể chưa sẵn sàng hoặc có thể bạn cần sửa đổi nó. Kinh nghiệm hôm nay phục vụ một mục đích, nó chuẩn bị cho bạn cho những gì tiếp theo. Thứ hai, người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng. Bạn có thất hứa với chính mình không? Khi bạn phá vỡ các cam kết cá nhân, chúng sẽ mất hết ý nghĩa. Tiềm thức của bạn biết rằng bạn sẽ rời bỏ và lặp lại mô hình bỏ thuốc khi mọi việc trở nên khó khăn. Hãy lựa chọn có ý thức để giữ lời hứa với chính mình. Khi Holly bị chóng mặt khi đứng, cô ấy đã ngừng uống soda ăn kiêng yêu thích của mình. Cô ấy đã vượt qua tháng đầu tiên và 4 năm tiếp theo mà không có nó và nhận ra rằng cô ấy có thể giữ cam kết với bản thân. Tôi không tin rằng mọi thứ xảy ra vì một lý do cụ thể, nhưng tôi tin rằng có thể tìm thấy mục đích, ngay cả khi không có lời giải thích. Chia các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Holly đã luyện tập chạy bán điền kinh bằng cách cam kết chạy một dặm một vài ngày mỗi tuần. Hãy lựa chọn những lời hứa và cam kết của bạn một cách cẩn thận, chỉ đồng ý với những người bạn có ý chí muốn đạt được. Đừng tự lừa mình tin rằng bạn sẽ làm được điều gì đó trong khi có nhiều khả năng là bạn sẽ không làm được. Ít thành thật về ý định của mình khiến bạn rơi vào những khuôn mẫu hành vi không hiệu quả. Thứ ba, đừng quên những chiếc nặng của cuộc sống. Holly tự cho mình là một người nghiện công việc. Cô ấy yêu công việc của mình, và hầu hết các ngày, công việc đó đều có giá trị và bổ ích. Khi còn nhỏ, cô đã nhận được sự khen ngợi và chú ý vì làm việc chăm chỉ và thành tích. Khi trưởng thành, cô tiếp tục mô hình chứng minh giá trị của mình thông qua công việc. Ở nhà, sự hỗn loạn không ngừng của con cái, việc nhà và lịch trình điên cuồng khiến cô ấy bực bội. Không ai có thể nói cho bạn biết ước mơ của bạn có thể lớn đến mức nào. Ở tuổi 19, Holly mắc phải cơn liệt đầu tiên của Bell, một phần của khuôn mặt. Cô đã bình phục, nhưng cô lại tái phát vài năm sau đó khi đi du lịch qua châu Âu cùng chồng. Vào đầu những năm 30 tuổi, cô bắt đầu bị chóng mặt. Cô ấy đã dùng thuốc để điều trị các triệu chứng của nó, nhưng cơn chóng mặt không bao giờ biến mất hoàn toàn. Một bác sĩ vi lượng đồng căn chẩn đoán vấn đề là một phản ứng với căng thẳng.
Đối với chứng liệt của Bell, cơ thể của Holly đang ra hiệu cho cô ấy chậm lại và chăm sóc bản thân. Rất có thể nếu bạn không ở đúng nơi bạn nghĩ, bạn sẽ kết thúc chính xác nơi bạn định đến. Holly đã thực hiện những thay đổi nghiêm trọng trong cuộc sống. Cô giảm thời gian làm việc, dành nhiều thời gian chơi với con, cắt giảm lượng caffeine, bắt đầu hoạt động tình nguyện và tham gia một lớp học nhảy hip hop. Cô ấy chú ý đến thông điệp của cơ thể là hãy nghỉ ngơi, đổi mới và tận hưởng cuộc sống thay vì làm việc theo cách của mình. Holly không phải là một người nghiện rượu cho đến khi cô ấy có con, và sau đó rượu trở thành người bạn tốt nhất của tôi. Tự rót cho mình một ly khi chuẩn bị bữa tối đã trở thành thói quen của cô. Với mỗi ngụm, cô cảm thấy thư thái hơn và có thể đối phó. Chẳng bao lâu, cô ấy đã uống 2 ly rượu trở lên mỗi đêm. Một ngày nọ, cô ấy bắt gặp bản thân đang nghĩ, tôi cần một ly nước. Nếu bạn không thể đánh giá cao bản thân, thì không ai khác cũng sẽ như vậy. Từ cần đã khiến cô ấy trở nên hụt hẫng, và cô ấy từ bỏ gà tây lạnh lùng, nghĩa là cho đến khi cô ấy và chồng, Dave, trở thành cha mẹ nuôi, đó là khoảng thời gian hỗn loạn, căng thẳng và buồn bã, và rượu vodka đã trở thành người bạn tốt nhất mới của họ. Holly nhận ra rằng cô ấy đang sử dụng rượu như một loại thuốc, cô đã tự học cho mình những cơ chế đối phó tốt hơn, chẳng hạn như cầu nguyện, chạy bộ, dành thời gian cho bạn bè và đi trị liệu. Cô ấy học được rằng bạn không cần nặng nếu bạn đủ khỏe để tự đi. Thứ tư, về những cô gái lắm chuyện. Phụ nữ thường không chịu nổi sự cám dỗ của những lời phán xét, cạnh tranh và những lời đàm tiếu. Nói xấu người khác không làm cho bạn trở nên toàn diện hơn, nó làm cho bạn nhỏ nhen hơn. Những lời bạn thốt ra có sức mạnh, ngay cả khi được nói sau lưng ai đó. Bởi vì tôi không cảm thấy mình đã thành công trong vai trò làm mẹ, một điều bẩm sinh mà tôi nên biết cách làm, tôi khẳng định rằng tôi là một người thất bại. Trên một chuyến bay đến Chicago, họ liền nhìn thấy một cặp vợ chồng đang vật lộn với đứa con trai 4 tuổi có hành vi sai trái của họ. Anh ta la hét, khóc lóc, la hét và không chịu ngồi yên, làm phiền mọi hành khách khác. Họ liền nhận ra mình đang đánh giá bà mẹ, cho đến khi một giọng nói nhỏ trong đầu bà cất lên, ra treo, còn không biết câu chuyện của họ. Chúng ta có thể ngừng quá khắt khe với bản thân và thay vào đó tập trung vào công việc tốt mà chúng ta đang làm. Kết quả của chúng thể hiện rõ ràng ở những người nhỏ bé tuyệt vời mà chúng ta đang nuôi dưỡng bên trong. Đánh giá và cạnh tranh với những người phụ nữ khác khiến bạn không thể hình thành mối quan hệ bền chặt và tình bạn sâu sắc. Hãy nắm bắt chính mình khi bạn đưa ra những giả định tiêu cực hoặc những phán đoán nhanh chóng. Thay vào đó, hãy tìm kiếm điều gì đó tích cực. Kinh nghiệm và thành kiến cá nhân của bạn tô màu cho quan điểm của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng bạn đã tìm ra mọi thứ, nhưng những gì hiệu quả với bạn sẽ không nhất thiết hiệu quả với người khác. Hãy chọn yêu mọi người bất chấp sự khác biệt của họ, giữ một tâm hồn cởi mở và tập trung vào những gì trong trái tim của họ. Thứ năm, một câu chuyện chưa được yêu thích. Ra treo, khi đó 19 tuổi, đã yêu Dave ngay lần đầu tiên cô nhìn thấy anh. Dave đã mất một năm sau chia tay với bạn gái cũ để bắt đầu yêu Ra treo. Dave chuyên nghiệp và lớn tuổi hơn, và anh ấy có nhiều kinh nghiệm về thế giới hơn Ra treo. Nhưng anh ấy lại ngây thơ về tình yêu và các mối quan hệ. Ra treo cho rằng Dave là bạn trai của cô sau khi họ qua đêm với nhau, nhưng anh ta khá kín tiếng. Ra treo không có một ưu tiên nào trong cuộc sống của anh và anh đối xử với cô rất tệ. Ra treo cho phép hành vi này bởi vì cô ấy nghĩ rằng cô ấy yêu anh ấy. Và cô ấy hình dung rằng cô và anh sẽ dành cả đời cho nhau. Nhưng cô càng cố giữ Dave, anh càng trơn tuột. Anh ấy đã chia tay cô ấy một ngày trước lễ tạ ơn. Hãy xem tôi như là một người tiếp tục bước đi trong đức tin bởi vì cô ấy hiểu rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời cô ấy thật tuyệt vời, ngay cả khi nó không bao giờ dễ dàng. Ra treo đã trải qua một lễ tạ ơn khốn khổ bên gia đình. Trong 2 giờ lái xe về nhà, cô nhận được một bức thư thoại từ Dave làm dấy lên một điều hiền linh. Cô ấy đã có đủ. Đêm đó cô ấy nói với anh ấy, tôi đã kết thúc việc này rồi. Tôi đã kết thúc với anh rồi. Sáng hôm sau, Dave gõ cửa phòng cô. Anh nhận ra anh yêu cô nhiều như thế nào. Anh trở thành chồng, người bạn tốt nhất và là cha của con cái họ. Ra treo học được rằng mọi người sẽ đối xử với bạn kém cỏi như cách bạn đã cho phép họ. Hãy chọn yêu và tôn trọng bản thân và yêu cầu người khác cũng yêu thương và tôn trọng bạn. Thứ sáu, hãy thức tỉnh đi, cô gái. Từ chối là điều khó khăn và việc nghe những lời từ chối lại càng khiến bạn mất tự tin hơn. Nhận được lời từ chối có thể là một dấu hiệu bạn cần phải tạm dừng, đánh giá, thay đổi hướng đi hoặc điều chỉnh chiến lược của mình. Ví dụ, một số nhà xuất bản đã từ chối cuốn sách đầu tiên của Holly, cô gái tiệc tùng. Vì vậy, cô đã tự xuất bản nó và bán được hơn 100.000 bản. Bạn nhận thức và diễn giải mọi thứ xảy ra với mình qua lăng kính của những trải nghiệm trong quá khứ. Nhưng bạn có khả năng điều chỉnh ống kính và những thời điểm tồi tệ nhất của bạn. Hãy nhớ rằng các sự kiện không xảy ra với bạn mà là đối với bạn. Ngay cả những trải nghiệm kinh khủng nhất cũng có thể là cơ hội học hỏi. Làm sáng tỏ nỗi sợ hãi thông thường sẽ lấy đi sức mạnh của họ. Nhiều người nhớ rằng sự chán nản từ một nhân vật có thẩm quyền đã giết chết ước mơ của họ. Ví dụ như sự bảo bọc quá mức của cha mẹ đã khiến bạn không nỗ lực để được tham gia vào đội diễn bạn thích hoặc một ông chủ đã nói rằng bạn không phù hợp với một công việc. Không có cách nào đúng để trở thành một người phụ nữ, không có cách nào đúng để trở thành một người con gái, một người bạn, một người sếp, một người vợ hoặc mẹ.
Trong những trường hợp này và những trường hợp khác, tiếng nói bên trong của bạn đã ngăn cản bạn thực hiện ước mơ của mình. Bất cứ điều gì đáng giá bạn đều cảm thấy khó, bởi vì nó khó. Vì vậy, hãy giải tỏa cảm xúc của bạn và sau đó lau khô mắt, rửa mặt và tiếp tục. Mọi người có thể gạt ước mơ của mình sang một bên khi có chuyện đau buồn xảy ra. Đừng cho phép bệnh tật hoặc ly hôn cho phép bạn được phép bỏ thuốc lá. Sử dụng sức mạnh bạn có được để vượt qua bão tố cuộc đời để tiếp thêm sức mạnh để bạn hướng tới mục tiêu của mình. Thứ bảy, những tin đồn khi nói về một người mẹ. Bạn có thể không phải là một trong những phụ nữ thích mang thai. Holly chắc chắn là một trường hợp như thế. Cô ấy ốm nghén cả ngày, tăng cân và lo lắng cho đứa con trong bụng. Sau khi có con trai, Jackson, cô cảm thấy vô cùng thiếu thốn với tư cách là một người mẹ mới. Cô nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì đó. Vì vậy cô chuyển sang tập trung vào việc giữ cho trang phục của con trai sạch sẽ và ngôi nhà không tì vết. Khi con trai thứ hai của cô, Sawyer, xuất hiện, Holly bị trầm cảm sau sinh. Cảm giác thất bại khi làm mẹ khiến cô không thể tiếp nhận tình mẫu tử. Mọi phần nhỏ trong cuộc sống của bạn, lòng biết ơn của bạn, cách bạn quản lý căng thẳng, bạn tử tế với người khác như thế nào, bạn hạnh phúc ra sao, đều có thể được thay đổi bởi sự thay đổi trong nhận thức của bạn. Những người mới làm mẹ chỉ nên tập trung vào hai điều. Thứ nhất, chăm sóc em bé và thứ hai, chăm sóc bản thân. Mọi thứ khác có thể chờ đợi. Holly tin rằng Chúa muốn cô và các con của cô được ở bên nhau. Cô ấy nói rằng những người mới làm mẹ sẽ mắc sai lầm, nhưng bạn không thể thất bại trong công việc mà bạn được tạo ra để làm. Yêu thương con bạn và cố gắng làm những gì tốt nhất là đủ. Nếu bạn gặp khó khăn với vai trò mới của mình, hãy tìm kiếm những bà mẹ mới khác. Đừng so sánh cuộc sống của bạn với những hình ảnh hoàn hảo mà bạn thấy trên mạng xã hội. Tìm một người mà bạn có thể nói chuyện thẳng thắn về cảm xúc của mình. Khi con bạn đi học, bạn sẽ có những lịch trình và thủ tục giấy tờ khác nhau để quản lý ngoài công việc của riêng bạn. Ngay cả những người mẹ ngăn nắp nhất cũng sẽ quên giấy phép hoặc trang phục hoặc thời gian đi chung xe. Có vẻ như các bà mẹ khác luôn kiểm soát được mọi thứ. Hãy cảm thấy bình an với sự không hoàn hảo và cố gắng hết sức mình. Điều thứ 8, chấn thương tâm lý khắc nghiệt. Ngay trước khi Holly tròn 15 tuổi, anh trai Zion của cô đã tự kết liễu đời mình. Anh là người anh đẹp trai, vui tính, tốt bụng của cô, bạn thân và là người bảo vệ của cô. Anh ta cũng bị tâm thần phân liệt, trầm cảm và ám ảnh cưỡng chế. Một ngày nọ, trong trạng thái tinh thần đau khổ, anh ta đã tự bắn mình. Em gái anh đã tìm thấy xác anh. Holly không nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể bước ra khỏi của sự bàng hoàng và đau buồn ấy. Cuối cùng, ý chí sống của cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn những tổn thương. Cô cảm thấy có lỗi khi nhận ra rằng vụ tự tử của anh trai cô vẫn có một niềm hy vọng. Cô ấy nghĩ, bạn có thể làm bất cứ điều gì. Hãy nghĩ về những gì bạn đã trải qua. Cô từ chối để việc tự tử của anh trai mình trở thành tâm điểm trong cuộc đời mình. Mặc dù bạn không thể bỏ qua nỗi đau, nhưng bạn có thể sống sót sau mất mát to lớn bằng cách đón nhận cuộc sống như một món quà để tưởng nhớ người đã mất. Có thể mất nhiều năm, nhưng bạn có thể tìm thấy mục đích ngay cả trong bi kịch lớn. Thứ 9, cơn ác mộng nhận con nuôi. Khi Holly đang mong đợi đứa con trai thứ ba của mình, cô và Deb quyết định nhận nuôi một bé gái. Họ tin rằng đức tin cơ đốc của họ kêu gọi họ quan tâm đến trẻ mồ côi. Họ đã hoàn thành thành công các thủ tục giấy tờ và thăm nhà từ một chương trình nhận con nuôi của Ethiopia. Sau khi hai vợ chồng chờ đợi 2 năm, chương trình đã chấm dứt việc nhận con nuôi của người Mỹ, bất chấp cuộc khủng hoảng trẻ mồ côi đang diễn ra ở Ethiopia. Cặp đôi đã tham gia vào hệ thống nhận nuôi ở Los Angeles. Họ nhận một em bé với những thách thức y tế và em gái 2 tuổi của cô ấy. 3 tháng sau đó, ra treo để tang họ. 1 tháng sau, nhân viên xã hội của họ hỏi liệu họ có muốn có một bé gái sinh đôi 3 ngày tuổi hay không, với sự hiểu biết rằng việc bố trí này sẽ dẫn đến việc nhận con nuôi. 4 ngày sau, cảnh sát xuất hiện lúc 10 giờ tối. Em đang chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình, thưa chị, và không có điều gì trong đó mà chị không được phép ở đó. Một cuộc điều tra toàn diện đã diễn ra sau đó. Gia Treo biết rằng các báo cáo lạm dụng ẩn danh là phổ biến trong hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng. Trong khi cô và Đếp vật lộn với 2 đứa trẻ và khi con trai của họ thích nghi với sự hỗn độn của gia đình mới, họ phải trải qua sự giám sát gắt gao dẫn đến một phán quyết bất phân thắng bại. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Cha ruột của cặp song sinh muốn các cô gái trở lại. Trên thực tế, họ chưa bao giờ được nhận làm con nuôi. Đếp và Gia Treo cảm thấy cô đơn trong sự ngạc nhiên của họ và tự hỏi liệu có ai khác có thể hiểu được cảm giác của họ. Tuy nhiên, Đếp vẫn khuyến khích Gia Treo cân nhắc việc nhận con nuôi độc lập. Cô hướng đến đức tin của mình để giúp cô kiên trì, mặc dù đức tin đó đã bị thử thách rất nhiều. Cuối cùng, con gái của họ đã đến với họ. Cuộc hôn nhân của họ bền chặt hơn và họ học được rằng với đức tin vào Chúa, họ có thể tồn tại bất cứ điều gì như một cặp vợ chồng. Cảm ơn bạn đã nghe sách bản tóm tắt ngắn mà TK Book thực hiện. Bạn đã học được gì từ sách? Bạn có nhớ được một trong các ý chính sau không? Bạn có thể bình luận vào YouTube hoặc Facebook. Bạn chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình và có quyền kiểm soát cách bạn sống cuộc sống của mình. Những dối trá mà xã hội tiếp tục tồn tại về cách làm phụ nữ, làm vợ và làm mẹ đúng đắn khiến nhiều phụ nữ cảm thấy như thất bại. Việc khăng khăng đòi hỏi sự hoàn hảo trong bản thân dẫn đến cảm giác choáng ngợp và bỏ cuộc.
chỉ đưa ra những lời hứa chu đáo với bản thân và sau đó giữ chúng, nếu không những lời cam kết cá nhân của bạn sẽ mất hết ý nghĩa. Những người tham công tiếc việc phải cố gắng tìm kiếm sự bình yên, nghỉ ngơi và cân bằng. Nếu rượu trở thành một nguyên nhân gây nghiện, hãy tìm kiếm các cơ chế đối phó tốt hơn như cầu nguyện, tập thể dục, trị liệu hoặc dành thời gian cho bạn bè. Mọi người sẽ đối xử với bạn kém cỏi như bạn đã để cho họ, yêu thương và tôn trọng bản thân, cũng như yêu cầu người khác cũng như vậy. Các mẹ nên cho mình thời gian nghỉ ngơi, bỏ lo lắng về những gì người khác nghĩ và tự chúc mừng vì những điều mình làm tốt. Có thể mất thời gian, nhưng bạn có thể tìm thấy sự trưởng thành và mục đích sau bi kịch. Khi nói về ước mơ của bạn, không có ước mơ không phải là một câu trả lời. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản, các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 15.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh, các bạn có thể like, đăng ký kênh, share sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay, hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc. TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Bạn có thể nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.